Điều thứ nhất đó là giữa CB Việt Nam và Atac Multimedia là những đối tác tin cậy đã rất từ rất lâu rồi. Và một trong những cái ấn phẩm mà Atac Media đã hỗ trợ cho CB đó là hai cái ấn phẩm sách, đó là hai tập của Người Bình Thường Tử Tế, đã thể hiện cái nét văn hóa với tự tức lỗi cũng như là con người của CB Việt Nam. CB Việt Nam muốn làm cái workshop này cho cán bộ nhân viên thì đầu tiên là CB Việt Nam gửi đến chị Quỳnh Thư, tại vì chị là một cái thương hiệu lớn ở cái lĩnh vực này. Và đối với CB thì khi mà chọn Abac thì đó là tin vào Abac Multimedia và thương hiệu cá nhân là chị Lê Quỳnh Thư. Chắc chắn là những kiến thức mà hôm nay các anh chị học được từ sự chia sẻ của chị Lê Quỳnh Thư sẽ áp dụng được vào công việc rất là nhiều, và sẽ góp phần giúp cho cái mạng lưới truyền thông của CB Việt Nam ngày càng tốt hơn. Tại vì trong quá khứ và cả hiện tại thì sự hợp tác giữa CB Việt Nam với Apex Media là một cái sợi dây nó rất là gắn kết rồi. Apex đối với CB không còn là khách hàng nữa mà là một người bạn. Thì trong buổi workshop này em được cô Thư và tất cả các anh chị mình support rất là nhiệt tình. Phải có cái kỹ thuật viết như thế nào, thì trong cái buổi workshop chị của bên cô Thư cùng với tất cả các chị đã chia sẻ cho mình được cái cách mà chúng ta phải viết một cái bài đó, và cũng như là những phần quà từ bên phía Apex của mình